Xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 30 tháng 11 năm 2019 thì chúng tôi vừa bàn giao xong cho nhà anh Hưng, anh khách hàng ở gần quê chúng tôi, một bộ bàn ghế trường kỳ gỗ lim và một chiếc kệ tivi gỗ hương đá. Thì ngôi nhà cấp 4 anh đang xây thì hôm nay có kê bộ đồ nội thất phòng khách này. Trước tiên này, mọi người có nhu cầu mua sắm bàn ghế như của anh Hưng này, có liên hệ với xưởng ở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51816 nhé. Cơ sở tôi có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Và đây là bộ trường kỳ gỗ lim hàng chung và chiếc kệ tivi 2m4, các mẫu khá quen thuộc của chúng tôi rồi. Ok, xin cảm ơn mọi người.